Và giờ đây chúng ta sẽ cùng nối tiếp thêm một lời tâm sự của một cô gái nữa đã cùng gửi đến với chương trình Quà Tặng Tình Yêu. Bạn đã viết như thế này: khi chúng ta quen nhau, mỗi lần gặp anh là mỗi lần xúc cảm trong em lại dâng đầy. Chỉ cần nghe điện thoại của anh, đọc những dòng tin nhắn đầy yêu thương là bao nhiêu buồn phiền trong lòng đều tan biến cả. Bỏ đi hết những nỗi buồn, những giận hờn và giữ lại niềm hạnh phúc cùng với vui tươi. Hãy yêu em nhiều hơn nữa nha anh, để khi em vất vả trên đoạn đường thì sẽ có bàn tay anh nâng em đứng dậy. Hãy yêu em nhiều hơn nữa nha anh, để khi em chợt thấy lạnh sẽ cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến anh. Hãy luôn bên em để em thấy bờ vai của anh là điểm tựa vững chắc nhất. Tình yêu thì lúc nào cũng đẹp, giấc mơ về tình yêu cũng vô cùng đẹp. Cho dù giấc mơ ấy có trở thành hiện thực hay không, thì chúng ta hãy cứ mơ đi, mơ về một thiên đường của tình yêu. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây một ca khúc của nhạc sĩ Kim Ngọc được mang tên Chỉ Là Giấc Mơ, phần biểu diễn của Họa Mi Núi Rừng Tây Nguyên. Xin hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho nữ ca sĩ Siêu Black. Nụ cười ánh sáng.